Hi, chào mừng mọi người quay trở lại với channel Ken Học Toán VN và mình là Tin. Hôm nay thì trong bài học này mình sẽ cố gắng nói cho các bạn một vấn đề liên quan tới môn vật lý. Trong quá trình học và đăng những cái video trên YouTube thì có rất là nhiều bạn cũng inbox và mong muốn là anh hướng dẫn các bạn về cái phương pháp đường tròn lượng giác để các bạn có thể áp dụng nó vào không những giải quyết những cái câu về toán, về bài hàm hợp mà ngay cả trong vật lý anh cảm thấy rằng là nó cũng rất hữu ích. Vì vậy trong 1, 2, 3 video tới thì anh sẽ cố gắng review cho các bạn những cái kiến thức liên quan tới đường tròn lượng giác và làm sao để chúng ta áp dụng cái đường tròn lượng giác, chúng ta hay nghe là đường tròn đơn vị, để vào giải quyết những cái bài trong vật lý một cách là hiệu quả nhất. Và nó cũng sẽ trở thành một công cụ mà giúp các bạn hiểu vật lý một cách sâu sắc hơn để khi đi vào phòng thi các bạn sẽ ứng dụng một cách dễ dàng. Ok, thì hôm nay trong video đầu tiên anh sẽ cố gắng nói cho các bạn hiểu về cái dao động điều hòa ha. Tại vì sao anh nói về dao động điều hòa? Tại vì trong suốt quá trình các bạn học vật lý lớp 12 á thì dao động điều hòa là cái mà các bạn học đầu tiên và nó là cái nền tảng để các bạn học tất cả những cái chương sau, từ sóng cơ, từ điện xoay chiều cho tới các cái bài sau, thì mọi người sẽ thấy nó đều phát triển dựa trên nền tảng là dao động điều hòa. Lâu lâu cũng phải pha Quảng Nam vào được. Cho nên rằng nếu các bạn không học kỹ phương pháp dao động điều hòa, giải quyết những cái bài đó không ok thì chắc chắn ở những cái chương sau các bạn sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Cho nên là học vật lý có nhiều bạn là gần như nếu không phải là cái môn chính của các bạn thì các bạn bỏ luôn thì rất là nguy hiểm ha. Đầu tiên mình sẽ đi vào một số cái đồ thị để mình hiểu. Liên quan tới dao động điều hòa thì các bạn hay nghe tới sin, tới cos đúng không? Đó là gì? Là toán học của mình đúng không? Chứ không chả gì là vật lý cả. Thì trong cái phần đầu tiên anh sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hàm sin và hàm cos, tại sao người ta áp dụng cái hàm sin hàm cos á trong cái dao động điều hòa. Tất nhiên về bản chất thì khi mà chứng minh công thức ra thì người ta phải dùng toán học rồi. Trong tất cả các lĩnh vực khi mà trong khoa học sau này các bạn học lên, nếu các bạn đi sâu vào chuyên ngành kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy người ta toán học nó rất quan trọng, là một công cụ để các bạn chứng minh những cái môn khác. Thì ở đây anh sẽ mô phỏng cho các bạn coi trên cái hình này ha. Đây là cái hàm đồ thị của cái hàm sin x của mình. Đồ thị về đại số các bạn sẽ thấy nó có dao động điều hòa đúng không? Nó dao động lên xuống và nó tuần hoàn như vậy. Giả sử như các bạn để ý, ở đây là cái đường tròn đơn vị. Vậy mối liên quan giữa cái đường tròn và cái đồ thị hình sin này là như thế nào? Nó được biểu diễn như thế nào? Mọi người sẽ thấy khi anh di chuyển cái này qua đây thì mọi người sẽ thấy cái đường tròn này. Khi mà anh trải cái đường tròn ra đúng một đường tròn ha, trải ra đúng một đường tròn thì cái độ dài đúng một đường tròn đó nó sẽ bằng đúng một chu kỳ dao động ở trong cái hàm sin. Các bạn để ý nè, đó, nó sẽ bằng đúng một chu kỳ dao động ngay cái đoạn này. Thì có phải là trong một cái dao động hình sin á thì để các bạn xác định khoảng cách liên quan tới cái bài đồ thị, các bạn xác định khoảng cách từ đâu tới đâu là một chu kỳ đúng không? Thì có phải là khi mà cái pha dao động nó lặp lại thì là một chu kỳ không? Hai điểm mà cùng pha dao động gần nhất trên cái đồ thị á là một chu kỳ. Ví dụ như anh bắt đầu ngay từ điểm này đúng không? Ngay từ điểm này là anh đang đi lên thì anh phải đi lên này, đi xuống này và đi lên lại này thì mới đủ được một chu kỳ. Thì trong đúng một chu kỳ này thì cái độ dài chu kỳ này nó sẽ tương đương với lại một cái đường tròn trải ra. Cho nên rằng nếu như anh xét bài toán ở trong một chu kỳ thì anh thay vì anh vẽ như thế này thì anh sẽ vẽ trên một cái đường tròn được không? Và mọi người sẽ thấy nếu như nó lặp lại nhiều lần như thế này thì trên cái đường tròn anh sẽ tính nhiều vòng, mỗi vòng tương ứng với một chu kỳ. Vì vậy tất cả các bài toán trên đồ thị mình sẽ quy về trên đường tròn được hết. Đó với bài toán vật lý, được chưa? Tiếp theo anh sẽ nói để các bạn hình dung được. Anh lấy một cái ví dụ trong cái bài dao động về con lắc lò xo nằm ngang ha, để hình dung được các cái thông số nó liên quan như thế nào. Tất nhiên thì trong quá trình chứng minh công thức mọi người sẽ thấy rằng dao động điều hòa thì sẽ có phương trình là x bằng a cos omega t cộng phi vân vân đúng không? Nhưng mà nhiều bạn không hiểu là áp dụng cái đó vào trong cái đường tròn như thế nào để mình giải quyết bài toán. Thì đầu tiên trong cái phần này anh sẽ nói cho các bạn những cái thông số liên quan, nó cũng như là một cái phần để các bạn ôn tập những cái kiến thức liên quan tới cái bài con lắc lò xo, được không? Giả sử anh có một cái con vật nặng ha, vật nặng gắn vào con lắc lò xo như thế này, nằm ngang như thế này. Thì dao động điều hòa là một vật nó chuyển động qua lại quanh một cái vị trí cân bằng, một vị trí cố định. Vị trí đó ở đây anh ký hiệu là x bằng 0 ha. Đây là vị trí cân bằng nè mọi người. Đây là vị trí x max là cái biên độ dao động lớn nhất. Còn đây là vị trí trừ x max là cái biên độ dao động lớn nhất về phía âm.
Và cái vật mình sẽ chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại quanh cái điểm vị trí cân bằng này, từ cái điểm x mắc đến cái vị trí là trừ x mắc, thì nó gọi là dao động điều hòa, đúng chưa? Rồi, một vài cái thông số ha, anh sẽ giải thích trước khi mà anh mô phỏng cho mọi người coi. Đầu tiên là cái initial spring stress này, cái này là cái độ giãn cái lò xo ngay từ lúc ban đầu. Nếu anh đặt nằm ngang như vậy thì nó tương ứng với cái biên độ dao động của các bạn, nó là 5 ha, tương ứng với cái thông số hiển thị ở đây là position là 5 m chẳng hạn ha. Thì đây là từ đây đến đây là 5 m. À, từ 0 này này tới x max là 5, còn từ trừ x max tới 0 tức là mình tính về chiều âm của cái hệ trục tọa độ nó là âm 5. Rồi, tiếp theo là khối lượng ha. À, khối lượng ví dụ như là 20 kg. Cái đây là cái hằng số độ cứng của lò xo, ví dụ là 100 Nm, là những cái hệ những cái thông số ban đầu đầu vào của bài toán của mình. Vậy thì khi vật bắt đầu dao động, mình kéo cái vật đầu tiên nó nằm đây đúng không? Anh kéo ra tới vị trí này, anh bung tay ra, sau đó bắt đầu nó chạy. Nó chạy thì cái những cái biến liên quan tới nó, ví dụ như là vị trí nó sẽ thay đổi như nào này, vận tốc nó sẽ thay đổi như nào này, gia tốc nó sẽ thay đổi như nào, cơ năng nó sẽ thay đổi như nào và thế năng nó sẽ thay đổi như nào. Thì bước tiếp theo, đồ thị này nó sẽ thể hiện cho các bạn là cái mối liên hệ giữa vị trí và năng lượng. Năng lượng ở đây mình có hai loại, một loại là cơ năng, một loại là thế năng, đúng không? Thì trong tiếng Anh á, thế năng của mọi người nó ký hiệu bằng chữ U. Ở đây ha, thế năng thì là spring potential energy, nó ký hiệu bằng chữ U. Còn động năng á là kinetic energy, là ký hiệu bằng chữ K. Đây là động năng này, đây là thế năng này. Còn đây là position, là cái vị trí, được chưa? Là x trong cái bài toán của các bạn đấy. Ngoài ra anh sẽ giải thích luôn, ở đây là velocity, là cái vận tốc dao động của vật. Acceleration là cái gia tốc, đúng chưa? Đó, mình sẽ có những cái thông số đầy đủ trong cái bài dao động điều hòa con lắc lò xo của các bạn được thể hiện trên cái hình này. Đồ thị phía bên này sẽ thể hiện cái phần dao động của các cái thông số tất cả trong bài toán này, bao gồm ở trên cùng là vị trí này, vận tốc này, gia tốc này và thế năng, và cuối cùng là động năng. Ha, đó là cái tổng quan về cái hệ thống của các bạn mà các bạn cần nhớ. Các bạn chỉ cần nhớ nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ anh sẽ cho nó dao động và chúng ta xem thử ha. Đó, vật bắt đầu dao động này, khi anh thả vật ra, vật nó sẽ bắt đầu là chạy về vị trí trừ x max, rồi chạy qua vị trí x max. Trong thực tế thì vật sẽ không thể nào mà dao động hoài vậy được, đúng không? Thì tới một lúc nào đó vật nó sẽ dừng lại. Tuy nhiên thì trong cái bài toán của các bạn á, người ta cho trường hợp lý tưởng, cho nên là vật dao động điều hòa nó sẽ qua lại hoài như vậy. Nó trở thành cái bài toán mà chúng ta giải quyết trong cái đề. Thì ở đây các bạn để ý, khi vật nó di động qua lại như vậy, có phải là nó lặp đi lặp lại đúng không? Cho nên là cái vị trí của nó này, mọi người sẽ thấy nó đi lên đi xuống theo cái dạng hình sin này. Cái vận tốc nó cũng đi lên đi xuống theo cái dạng hình sin này. Gia tốc nó cũng tương tự như vậy, động năng cũng như vậy và thế năng nó cũng như vậy. Tuy nhiên cái biên độ và cái độ lệch pha là nó khác nhau, nó đâu có cùng nhau đâu. Thằng này lúc thằng này ở trên thì thằng này nó đang ở không, đúng không? Lúc thằng này nó ở dưới thì thằng này nó ở ở không, nó không liên quan với nhau. Đồ thị này sẽ thể hiện cho các bạn là cái mối liên quan giữa cái cơ năng, thế năng và cái vị trí. Giả sử anh dừng lại để cho các bạn coi. Rồi, dừng ngay đây. Rồi, tại đây là vật đang ở đâu? Vật đang ở vị trí là âm nhiều nhất, là trừ x mắc, đúng không? Âm nhiều nhất thì ở vị trí cái biên âm á, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái U này nó đang cao nhất này. Cái cột thẳng đứng này là năng lượng. Cái U hồi nãy anh nói là gì các bạn? Cái U chính là cái thế năng. Vậy lúc này thế năng là mắc này, đặt cực đại nó lên tới trên đỉnh luôn này, cái thế năng màu đỏ này này. Trong khi đó đồng thời động năng là cái màu xanh, điểm màu xanh này, nó sẽ là thấp nhất, đúng không? Động năng liên quan tới vận tốc 1/2 mv bình phương. Vậy khi ở vị trí ngay tại điểm trừ x mắc biên độ này, biên độ dao động này, ngay tới cái biên dao động này, thì có phải vật nó đang dừng tức thời tại điểm đó không? Khi nó dừng tức thời tại điểm đó thì có phải vận tốc nó bằng không, và lúc đó các bạn sẽ thấy động năng nó là nhỏ nhất, đồng thời thế năng nó lớn nhất. Ngược lại, khi ở vị trí cân bằng đấy, ngay từ vị trí này, tức là position là vị trí của bạn, x của bạn bằng không á, khi x bằng không á thì mọi người sẽ thấy sao? Khi x bằng không thì thế năng nó sẽ bằng không. Thế năng là cái điểm màu đỏ này, nó sẽ di chuyển xuống bằng không, vì thế năng phụ thuộc vào vị trí mà, đúng không? Các bạn đưa vật càng cao so với lại góc tọa độ, so với vị trí ở dưới, thì cái thế năng nó sẽ càng cao. Đồng thời ở thời điểm này thì mọi người sẽ thấy vận tốc nó lớn nhất khi đi qua vị trí cân bằng, cho nên rằng cái điểm K này là lớn nhất. Mọi người sẽ thấy cái năng lượng về động năng nó sẽ lớn nhất, được chưa? Đó, vậy thông qua cái này mình, mọi người cái đồ thị này mọi người có thể tóm tắt
ôn tập lại kiến thức để mình hiểu hơn ha. Còn về vấn đề về tiếp theo, anh sẽ nói các bạn về vận tốc gia tốc nó sẽ lệch pha nhau là như thế nào và trên đường tròn nó thể hiện như thế nào, được chưa? Đó, để mọi người hiểu dao động điều hòa nó là như thế nào. Tiếp theo mình sẽ đi qua cái đồ thị này. Đồ thị này thì anh muốn thể hiện cho các bạn một điều, đó là cái mối liên hệ giữa cái vận tốc gia tốc và cái vị trí nó đang có cái dạng là dao động điều hòa khi mà chúng ta biểu diễn lên trên đường tròn nó là gì, được chưa? Thì đầu tiên cái x bằng a cos omega t, cái đường màu xanh dương này mọi người sẽ thấy đây, nó là cái đường này, được không? V là bằng trừ omega a sin omega t thì nó sẽ là cái đường màu xanh này, và đường màu đỏ là sẽ là cái đường gia tốc. Thì nhìn vào cái dạng phương trình đại số á, khi mà các bạn học á, thì các bạn sẽ có cái phần mà nó hay hỏi là gì, vận tốc là lệch pha như thế nào so với ly độ, rồi ly độ là x ha, rồi gia tốc lệch pha như thế nào so với vận tốc. Nhìn trên cái đường tròn lượng giác này mọi người sẽ thấy sao, cái mũi tên, cái vector mà màu xanh của cái vị trí á, và cái vector của màu đỏ của cái gia tốc á, là nó ngược nhau, nó ngược 180 độ, vậy là nó lệch pha nhau bi, bi là 180 độ ha. Còn cái thằng này nè, màu xanh này nè, so với lại cái thằng này á, vị trí với vận tốc á, thì có phải là nó vuông góc không? Tức là nó đang lệch pha nhau bi chia 2 là 90 độ, được không ạ? So với lại gia tốc thì cái vận tốc nó cũng là lệch pha bi chia 2. Và bây giờ khi các bạn sẽ thấy nó di chuyển này, đó, dao động điều hòa tức là cái điểm này, mọi người sẽ thấy cái điểm này nó chạy lên chạy xuống không? Ba cái điểm này nó chạy lên chạy xuống, tương ứng với lại cái vật của bạn là cái con lắc lò xo hồi nãy á, nó chạy lên chạy xuống, chạy lên vị trí nó chạy lên chạy xuống, nó dao động qua dao động lại, cái vị trí cân bằng là ngay cái điểm không này. Thì lúc đó ba vector vận tốc, vị trí và gia tốc được thể hiện ở đây. Còn cái thằng này là kéo theo là ba cái đồ thị dao động hình sin của nó. Thì mọi người sẽ thấy cái thằng nào đi trước theo cái chiều này ha, theo chiều kim đồng hồ ha. Mọi người sẽ thấy đầu tiên ví dụ như vị trí đi trước, màu xanh đi trước nè. Màu xanh đi trước, sau đó thằng nào đi sau màu xanh là cái thằng màu xanh này, là cái thằng vận tốc sẽ đi sau, và cuối cùng đi sau cùng luôn là thằng gia tốc sẽ đi sau cùng. Vậy nhìn trên này mình sẽ thấy rằng gia tốc nó bị ngược pha so với vị trí, còn vận tốc là nó nằm đây, nó trễ pha bi chia 2 so với vị trí, đúng chưa? Đó. Vậy khi mà biểu diễn một cái hình chiếu một vật dao động điều hòa lên trên một cái đường tròn lượng giác thì tất cả các bài toán liên quan mọi người đều giải quyết được, liên quan tới tính sin tính cos trong toán thôi chứ không có gì hết. Thì đầu tiên mọi người hiểu cho anh cái đồ thị, cái mối liên quan giữa cái bài toán thực tế và lên cái đồ thị này như thế nào đã. Trong video tiếp theo anh sẽ lấy các cái ví dụ, các bài tập ở trong đề chính thức để chúng ta giải quyết cái bài đó ở trên cái đường tròn lượng giác như thế nào ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần video bài giảng tiếp theo. Hy vọng là trong bài này sẽ giúp các bạn hình dung được những cái gì các bạn học trên trường mà trong sách vở nó ghi mà các bạn chưa hiểu ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.